Bạn mệt mỏi vì phải nhặt núm giả cho bé con ư? Mẹo này hay nè, hãy để bé tự nhặt lên. Tuyệt quá bé con, xịn hơn nhiều nha. Cũng đơn giản hơn nữa. Của con này nhóc, đến lúc bú bình rồi. Không. Thôi mà, phải uống hết đó. Nè. Bố định rất mũi con ạ. Phải làm gì bây giờ? Chẳng có cách nào hiệu quả hết. Hay nghe nhà con nhé. Sao nhóc này lại ghét nhạc đến thế nhỉ? Cái lúc lắc này sẽ ổn thôi. Nhìn như sư tử con gì. Con ghét sư tử lắm. Con ghét bố nữa. Con nhóc này chẳng chịu cái gì cả. Thế thì phải thử cái gì lạ lùng thôi. Ok là đến lúc cất mật vợ yêu từ ảnh ra rồi. Giờ buộc dây vào đó. Đây là dây thun, rất co giãn nên sẽ được việc thôi. Tiếp theo là mặc áo choàng tắm của vợ. Ồ, mềm và mỏng quá. Đã ghê cơ. Và giờ là khuôn mặt. Đeo nó ở chỗ tai này. Đỉnh của chóp. À, mẹ ơi. Uống sữa nha con. Tuyệt, mình thông minh thật. Cuối cùng bé con cũng chịu ăn. Sữa ngon quá. Rửa chai sạch rồi này. Mọi thứ đã sẵn sàng rồi. Giờ đến màn pha sữa cho bé con. Canh thế nào là đủ nhỉ? Đại đại đi. Cứ đổ vào thôi, chả sao đâu. Vương vãi hết rồi. Ok, lần này mình sẽ đong chính xác. Được một muỗng này. Từ từ, cẩn thận. Múc nhiều quá rồi, phải thổi bớt mới được. Bột sữa bay gấp nơi rồi. Ok, quá tàm ba bận này. Mình sẽ dùng mặt bàn để gạt bớt phần thừa. Trời, lạ lùng thế nhở. Sao lại khó vậy được ta? Mình làm được mà. Đừng run nữa. Sao tay mình run thế không biết. Trời đất ơi, bẩn thỉu quá đi mất. Nào, để em chỉ anh mẹo này. Anh sẽ cần dao cắt bơ đấy. Hãy cắt một đường trên nắp giấy thiết. Sau đó lột một nửa đi. Giờ anh có chỗ để gạt bột thừa xuống hộp sữa rồi. Thấy không, dễ như ăn bánh. Giờ anh pha đi. Wow, thì bột phẳng y như chỉ dẫn luôn. Đến lúc lắc sữa cho bé con đáng yêu rồi. Khiếp, chả vẫn phải cho bé con ăn mà. Mẹ ơi ơi, các con rũ rượi quá, mẹ buộc cho con nha. Được chứ, để đây mẹ ra tay. Ok, mẹ đã gom hết lên rồi, giờ con xoay đi. Xoay tiếp nào, ra gì rồi đấy. Tuyệt vời, con mẹ xoay người giỏi thế nhỉ. Vậy là đủ rồi, giờ chỉ cần buộc dây scrunchie lên là xong. Con thích xoay à? Chắc con bé không sao đâu nhỉ. Nơi này xinh xẻo thực sự. Wow, xoay xoay xoay. Mình thích chỗ này nhất luôn. Chỗ làm móng này đúng là xịn sò. Thích ghê. Xoay 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 xoay. Ôi, nhìn không ổn tí nào luôn. Mà mình có cách rồi. Con ơi, mặc vào đi, đến giờ học lớp này rồi. Kinh xỉu, lên sân khấu nào con gái. Con bé kìa, ôi, xinh giống ai thế không biết. Con bé sẽ là ca sĩ chính cho xem. Siêu sờ của cả vở độc tấu, cả công ty luôn cũng nên. Chính giờ, con gái tôi đấy mọi người. Ồ, đây rồi, con bé xoay kìa, bước nhảy thương hiệu đó nha. Vỗ tay, vỗ tay. Đỉnh cao nghệ thuật, vẻ đẹp này làm mình cảm động quá. Và rồi ngựa nhỏ xinh nhón chân về nhà. Thích quá, con thích chuyện này nhất ạ. Khi tới nơi, nó nằm xuống ngủ rơm khô ấm áp và thiếp đi.
bé con cũng phải đi ngủ rồi. Nhưng con chả muốn đi ngủ đâu, bóng tối sợ lắm ạ. Gì vậy? Quái vật bóng kìa! Mẹ ơi! Ôi thần linh ơi! Sao vậy con? Có một con quái vật hắc ám đáng sợ mẹ. Ôi mẹ hiểu rồi. Nhưng không sao, mẹ có cách rồi. Nhìn đây, đây là chai xịt quái vật siêu đỉnh của mẹ. Dễ làm lắm à nha. Mình chỉ cần một chai xịt, bút dạ và mấy món đồ vui vui thôi. Mình sẽ dùng bút dạ để viết lên chai. Phải làm nhãn hiệu trông mới uy tín chứ. Viết vài chữ sẽ chẳng lâu lắm đâu. Mình sẽ thêm con mật buồn cười này vào chữ O. Nhìn nó nắp vết, nhưng phải thêm vài chi tiết hay ho nữa này. Sao vàng lấp la lấp lánh đó. Sau đó mình sẽ đổ đầy nước từ vòi vào chai. Vì bé con sẽ chẳng phân biệt được đâu. Ta-da! Xịt quái vật đã có mặt. Xịt quái vật ạ? Nó đuổi quái vật đi hả mẹ? Chuẩn, ngủ ngon nhé. Chưa này, đây nữa này quái vật. Tuyệt, quái vật ăn hành cả rồi. Gì đấy? Quái vật hả? À, mình phải xịt nó. Con ơi, là mẹ mà. Mẹ ạ? Ôi, con xin lỗi. Chà, mẹ chẳng sao đâu. Thật vui vì bây giờ con đã an toàn. Phù, vậy là đã dọn dẹp nhà cửa xong. Tuyệt, mẹ đi kìa, chơi một tẹo thôi. Nào đồ chơi, tự ra rồi này. Gì đây ta, cà rốt à? Chán hòm, thế còn ốc quế? Thôi, chả vui. Mình sẽ ăn chiếc kẹo này. Bé thích kẹo, kẹo là nhất luôn. Ui, mình biết phải làm gì rồi. Vẽ nè. Mình nên dùng màu nào trước nhỉ? Vàng và hồng. Ok này, dùng màu vàng vẽ thần nghệ lên tường nào. Này cô gái, đưa đây cho mẹ. Con định làm gì đấy hả? Con sẽ cần cái này nè. Đấy, giờ muốn vẽ hươu, vẽ vượn gì cũng được nhá. Yay, con sẽ vẽ trái tim ạ. Trái tim xinh lắm. Úi giời, con bé bày vừa khiếp. Mẹ mới dọn mà. Ok, mình sẽ làm một điều cực thông minh với cuộn băng dán này. Đấy, dán thành một hình vuông trên sàn rồi nhá. Hoàn hảo, thể nào cũng thành công. Con ơi, lại đây mẹ bảo này. Tuyệt, ok, thế đống bừa bãi này của con không? Con có thể đặt mọi thứ vào hình vuông chứ? Kinh quá, mẹ con đang nhặt đồ lên. Và bỏ hết vào hình vuông như mình nói này. Bye mẹ yêu. Đấy, con bỏ mọi thứ vào hình vuông rồi. Ôi, bé con đã dọn xong xuôi. Ngoan như cô tấm vậy. Ủa, con gái đâu rồi? Chắc đi chơi hay sao ấy? Con chào mẹ. Ôi, ôi trời. Mẹ nhìn nè, con cũng dán hình vuông vào phòng mẹ. Như vậy thì mẹ có thể dọn đồ rồi. Con lấy hết đồ ra giúp mẹ luôn. Wow, ok, cảm ơn con, dễ thương quá. Các bạn sẽ làm gì để bé con chịu bướu bình đây? Hãy bình luận cho mọi người cùng biết nhé. Và đừng quên chia sẻ video này với bạn bè cũng như đăng ký kênh để xem thêm những video xịn sò như vậy đó nha.